Và hôm nay là buổi sáng ngày mùng ngày 20 tháng 9 năm 2018. Đồ gỗ Tùng Tám xin trân trọng giới thiệu với quý khách một chiếc sập thờ bằng gỗ mít ta. Có kích thước là dài 1m97, rộng 97 phân và cao 1m17. Hoàn toàn bằng lõi mít, 100% bằng lõi mít ta. Đục cảnh là rơi thọ. Xin giới thiệu với quý vị là chiếc sập thờ này đã có chủ nhân rồi. Đó là anh chủ cơ sở chuyên sản xuất nước tinh khiết Thanh Thủy ở Cát Trù. Và anh đã đặt chúng tôi một chiếc sập này theo kích thước và mọi chi tiết là do ý của anh. Hàng dày dặn, gỗ được tuyển chọn không mắt mũi, không vết và tuyệt đối là không có rác. Và một chiếc sập bằng mít ta mà làm được như thế này thì phải nói là tuyển chọn hơi là khó. Và trong đến 2 tháng đồng hồ giờ, 2 tháng giờ chúng tôi mới chọn xong một chiếc gỗ này. Tuy là một chiếc sập không lớn nhưng mà anh yêu cầu quá kỹ. Và nên là rất khó khăn cho việc chọn gỗ của chúng tôi. Nếu nó là gỗ nhập khẩu, gỗ lờ thì nó dễ. Nhưng đây nó là gỗ mít. Rất là cái mít ở vườn mình là nó rất hay nhiều sắt sẹo. Và nhưng mà là để chọn được cái này để ưng ý anh là quá khó. Và nhưng đến hôm nay chúng tôi đã hoàn thành. Đã hoàn thành một chiếc sập để cho anh rất là ưng ý. Và bây giờ xin quay chi tiết cho quý vị chiêm ngưỡng xem là cái gỗ mít mà để chọn được như thế này thì nó khó đến mức độ nào nhé. Và hoàn toàn là không có một tí mắt mũi nào luôn. Quý vị xem. Đấy. Đấy, và anh Thanh Thủy, chủ cơ sở nước tinh khiết Cát Trù, và anh đã vào xem rồi và anh đã kiểm tra trước khi sơn rồi. Hôm nay là hoàn thiện, hôm nay là đúng ngày mùng ngày 20 tháng 9 năm 2018, và đúng chiều giờ 4 giờ chiều ngày nay sẽ bàn giao cho anh ở tại xã Cát Trù. Đó là chủ cơ sở nước Thanh Thủy chuyên sản xuất nước tinh khiết, và chiều hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho anh một chiếc sập thờ chân 17. Và và trong này nữa, trong phòng sơn này chúng tôi giới thiệu luôn quý vị một chiếc sập của bác Hùng ở Đỗ Sơn. Và đang trong phòng sơn, đang giai đoạn làm màu. Và không có gì thay đổi, là cũng đúng 4 giờ chiều hôm nay đã bàn giao cho bác Hùng ở Đỗ Sơn. Một chiếc sập này cũng bằng gỗ mít. Và cũng là hàng tuyển chọn luôn. Và chiếc sập này là đục tứ linh lạch, và chiếc này là khác với chiếc kia là đục tứ linh lạch, có kích thước là chân 18. Và đây là của bác Hùng ở Đỗ Sơn, Phú Thọ, và thị xã Phú Thọ. Chiếc này là đang giai đoạn là làm màu nhá, chưa phun bóng. Chiếc này thì nghe chừng đục là có phần sừng sỏ hơn chiếc kia, rất là hầm hố hơn, tứ linh lạch mà nó có kích thước lớn hơn, nên là chúng tôi đục rất là nhìn nó, thấy không? Dòng rất là uẩn khúc và uốn lượn. À chết rồi, con rồng này chưa gắn đầu rồi, quý vị ạ.
Rồng là chúng tôi hay làm đầu ngoài, nhưng quên chưa gắn đầu, chưa hoàn thiện hẳn. Sơn riêng để cuối cùng mới gắn sau. Vâng, còn toàn bộ những cái bao lan trên kia vẫn đang để đây. Vẫn đang để một đống đây. Đấy. Chưa sơn xong, đang bắn màu. Đấy, giới thiệu qua cho quý vị là vẫn buổi sáng ngày hôm nay là chúng tôi đang hoàn thiện 3 chiếc sập của 3 vị khách. Vâng, bác Hùng nhá, bác ở nhà bác theo dõi xem là cái sập của bác sơn màu như này đã được chưa nhá. Đã ưng ý chưa nhá, nếu bác thích đậm hơn thì